Rồi, mình chào các bạn nha. Có một bạn hỏi mình đó là Tết nay anh dự trữ đồ ăn cho ốc như mượn hồn mà như thế nào. Thì hồi sáng là mình có đi chợ các bạn. Mình mua một ít đồ ăn để mình dự trữ cho mấy ốc mượn hồn nha. Ở giờ này thì giờ này giờ sáng mấy ốc nó đang ngủ hết nha các bạn. Nó chỉ hoạt động về đêm nhiều ha. Đó, con nào cũng ngủ hết rồi. Thì chủ yếu hôm nay mình sẽ quay mấy cái thức ăn mà mình dự trữ cho ốc mượn hồn ha, trong dịp Tết này ha. Đó, sáng này mình có đi chợ mình mua đây thanh long ruột đỏ nha các bạn. Thanh long ruột đỏ, bắp bắp sống nha các bạn, để mình là luộc chứ Tết người ta không có bán bắp đó, mình mua bắp sống về để Tết mình luộc ha. Rồi khoai lang đó, mình kiếm khoai lang tím mà không có các bạn ơi. Mùa này hiếm khoai lang tím quá, chỉ có mấy khoai lang này thôi à. Khoai lang là lạc, khoai lang mật gì nè. Đó, bắp sống với lại chanh lòng ruột đỏ. Với mình có mua tôm với lại thịt bò mình bỏ tủ lạnh nè. Để Tết mình bổ sung chất thịt rồi cho mấy con ốc mượn hồn nó ăn. Đó thì mình chỉ đi chợ mình mua được nhiêu đây thôi. Đồ mấy ngày này mắc quá các bạn. Cái gì cũng mắc hết á. Mình chỉ mua về thôi cho ăn, với lại có mấy trái cây rồi đó, mình là trái cây Tết rồi đó, có trái cây rồi đó. Mình lấy mình cho nó ăn luôn không, với có thịt thịt bò với lại tôm mình bỏ tủ lạnh rồi đó. Thì do có bạn hỏi mình đó là Tết này anh dự trữ đồ ăn cho ốc mượn hồn mà sao rồi, thì mình có đi chợ mình mua về ha, rồi mình quay cho các bạn coi luôn đó. Này mấy con ốc mình của mình nó đang ngủ hết rồi. Đó, giờ này chuẩn bị đón Tết rồi, đang dọn dẹp nhà cửa đồ, mua đồ trái cây bông hoa bánh trái rồi các bạn, chuẩn bị Tết ha. Nó thì cũng có một bạn kêu mình quay nhà mình cho các bạn coi, thì hiện giờ nhà mình cũng đang bừa bộn các bạn ơi, chật chội lắm, đang dọn dẹp đồ, mình không có quay cho các bạn được. Thôi chút xíu mình quay cho các bạn coi cái chỗ mình nuôi cá lại nuôi ốc thôi. Đây chỗ mình nuôi ốc nè. Đó, mấy chuồng ốc của mình nha. Đó, với lại đây, chỗ mình nuôi cá đây. Cá mấy màu nha các bạn. Đó. Đó, nuôi cá mấy màu nha. Đây bầy koi nha, koi Golden Ear. Trên đây cũng vậy luôn. Đó. Đó, mấy này là mấy con Dumbo rồi nè. Đó. Cá này mình đây đang ép. Full gold thì nó chưa có đẻ các bạn ơi. Đó, đây là cái không gian nuôi cá đồ nuôi ốc của mình. Đó, không gian góc thư giãn của mình. Đi làm về ngắm nghía cá, ốc đồ. Đó, này mình trang trí mấy cây đồ chậu bà rồi nè. Chỗ này hơi tối. Đó. Đây cá này mình đang ép. Đó, còn mấy thao bên kia nó mà mấy thao màu đỏ nó quay không có được rõ các bạn. Mấy chủ yếu là cá koi đen y thì nhiều các bạn ơi, nó đẻ nhiều lắm. Đó, bầy đang lên màu nữa không. Đó, bầy giữa là lớn rồi nè. Này cá con nè, không? Quá trời luôn nè. Này cá con nè. Đó, này bầy Dumbo. Tết teo. Đó, cũng cá cũng nhiều lắm nha các bạn.
Đó, còn đây là mấy chuồng ốc của mình, ốc bựng hồn nha. Ở con rùa bi này nó hung hăng quá, nó cắn con kia nên mình không dám chung cho nó ở chung với con kia nữa, mình cho nó ở mình với cái con Duro cho đỡ buồn thôi. Đó, giờ này mấy con ốc này nó ngủ hết rồi, nó mấy ốc baby nó cũng ngủ hết trơn rồi, nó chui vô cái cục đá này các bạn, không phải nó chui két nó trong cục đá này, này nha các bạn, trong hang đá bữa mình làm á. Đó. Đó, còn đây là thức ăn dự trữ qua mùa Tết của mấy con ốc này ha. Đó, khoai, hoa lan, bắp, thanh long với lại trái cây rồi ở dưới nhà mình á, với lại thịt bò với lại tôm mình bỏ trong tủ lạnh là đủ cho mấy con ốc này nó ăn mấy ngày Tết nha các bạn. Đó thì các bạn cũng có nuôi ốc thì các bạn cũng đi nên đi mua dự trữ đi các bạn, chứ mấy ngày Tết này người ta không có bán gì đâu. Ta bán xong mấy ngày Tết này người ta đi dẹp dọn dẹp chợ đồ hết rồi, mình không có đồ mình cho ốc ăn đâu nha các bạn. Đó, mình nên ra chợ mình mua đi về để có cho ốc ăn ha, mua đồ sống để mấy ngày Tết luộc lên cho ốc nó ăn, kẹt kẹt cho ăn cơm trắng cũng được các bạn, ốc cũng phải ăn cơm trắng nha các bạn. Rồi cũng do có một bạn hỏi mình đó là khi mình quay nhà của mình đó các bạn, cho các bạn xem á, thì do cũng gần Tết thì mình cũng đang dọn dẹp nhà cửa thôi, bể bồ bộn bề á, bừa bộn lắm nên mình không có quay cho các bạn coi nha, thì mình chỉ quay cho các bạn cái chỗ mà mình nuôi cá nè, đó chỗ nuôi cá nè ha, đằng sau mình nè, đó nuôi cá rồi nè, đó nuôi cá với màu nha các bạn, với lại mình nuôi ốc đó, chỗ nuôi ốc mình nè, mình nuôi trên gác nha, chỗ của mình cũng hơi chật chội tại vì nhưng mà có bạn kêu mình là quay nhà của mình, thì nhà mình đang chuẩn bị dọn dẹp để đón Tết đó các bạn, thì nó hơi bừa bộn nên mình không có quay cho các bạn, chỉ quay cho các bạn coi cái chỗ mình nuôi cá lại nuôi ốc thôi ha. Đó thì cũng nhân dịp năm hết Tết đến ha, mình chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng ha, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe nha các bạn ha. Thì bước sang năm sau thì mình sẽ cố gắng làm những cái video hay hơn cho các bạn xem ha, về ốc mượn hồn hoặc dế hoặc là cá với màu đâu ha các bạn ha. Đó thì mình xin kết thúc video tại đây nha, mình giờ mình đi dọn dẹp nhà cửa nó chuẩn bị đón Tết ha. Các bạn có video thấy hay thì để lại cho mình một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Thank you.